di macchetti. Andare. Ôi tiền đâu phải đưa đây nào. Tiền đâu nào? Đi nào nhanh lên. Có mấy đồng tiền mày tiêu hết rồi. Không có cho ta đâu. Mày cứ đi. Đi đi con con, cứ đi đi mà chút tiền. Xẹp. Cứ đi. Làm đi. Mấy đóng cửa và đóng cửa và đóng không nó lại có cái gì nó lại đi hết ra. Gì nhanh nhẹn tí tí xem nào. Đây rồi, được rồi. Chưa được anh cái gì đã rồi đi, thật ngã rồi. Đây rồi. Từ từ thôi tao ngã. Nhanh cái chân đi xem nào. Từ từ thôi tao ngã. Ngã cái gì. Rồi nha. Ở nhà đi. Nước, mất nước rồi kìa. Mất nước rồi. Mất nước rồi, phải đi xin nước. Mất nước rồi. Anh đi chị em mang cái tay là đi xả hát nha. Cầm cái giải người ta. Ừ. Bay đi, bay. Bay, bay, bay. Bay, 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 yêu đi bơ. Ôi, phải lướt đi sớm này, tối. Làm gì đây ạ? Lên chơi. Lên chơi. Thả đi mình chơi. Lên tìm chồng. Chồng chơi chứ sao nữa hả? Ý ấy là không ở đây đâu. Cái bà sẽ làm gì? Vào đây. Nhà bà không ở, bà cứ lên đây làm gì? Sang lên đây chơi. Bà lên đây ngồi làm gì? Để tao.
cả cuộc đời cho tao. Đây. Mày 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 rất mồm nó ra thì mày hỏi đi chứ. Mày rất mồm ra mày đi. Mày đâu? Tao sao đó, tao sao đó bắt rồi. Đây đây tao mà xin lỗi mày mày hỏi đi. Tao mà xin lỗi. Đuổi hai người kia về rồi. Rồi thế nhỉ, không sao không sao không sao. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Không sao, không sao. Không sao đâu mà, không sao. Ui giời ơi, hai cái bà này. Có đi về không? Không. Bảo tống cổ bà về đấy. Mày cứ vào đây. Mai ông vào bà biết mặt đấy. Con bảo ông vào đưa bà về đấy. Tao mà sợ ông à? Ông chỉ cần chai rượu nên là ông tống cổ bà về rồi. Bà ta lên đây ta có làm gì đâu. Cả con kia nữa, đi về nhanh. À lên đây đồng hoàng thì con của tôi lên. Không thì cho bà ở mình. Mai ông lôi cổ qua ra được. Tao mà sợ ông à? Ừ, sợ ông lên rồi biết. Còn con này nữa đi về đây. Mai tao mua đơn ly hôn về cho mày ra khỏi nhà. Đất này của mày, mày bán rồi. Em không ký, em cứ mua mấy cái đơn này em cũng không ký đâu. Thế thì tao đuổi mày ra khỏi nhà. Còn bà đó, mai ông về bán với tay. Ta không về, ta cứ ở đây. Bà ở đây thì phải đồng hoàng. Không lên đây mà quậy phá gọi công an đấy. Ta phải đồng hoàng à? Ta đồng hoàng chứ làm sao đồng mà phải đồng hoàng công an đây à? Ta có chói đâu, con này chói, ta không chói đâu, ta không biết đâu. Con này chói mai cho công an. Ta không biết đâu luôn đấy. Ta không biết đi đâu đi. Ta không biết đâu. Thế, thế thì đi về. Thế ta lên đây ta chơi với thằng bé kia mà. Chơi xong rồi đi về. Về đi. Nó khác đánh ấy, ta không biết đâu. Ta con này nó khác chói mà. Thế bà mai đừng dẫn nó đi đây. No, tôi đi bán luôn.